bây giờ là bên chúng ta đã đến với nhận được trực tiếp tại Sabora An Phú Arena trong buổi chiều tối ngày hôm nay để chuẩn bị theo dõi trận cầu của các thủ Bão Chu FC và các cầu thủ ASV. Trong màu áo của các thủ Bão Chu, màu áo chiếc áo số 86 ngày sinh nhật của Teo Netta. Như vậy lượt một của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Ở trong trận đấu này thì các cầu thủ của ASV họ sẽ thi đấu với trang phục áo cam và quần xanh. Một này thật sự có thành ở bên phía cánh phải trước bàn đá nhỏ của quý vị. Nguy hiểm! Đó là tình cú đá chạch ra ngoài. Một tình huống tranh chấp và tấn công rất nhanh của các cầu thủ ASV. Đây là cơ hội đầu tiên mà đội bóng tạo ra và nó đến từ hành lang cánh phải. Đây rồi, ngay sau đó thì tình huống của ca thủ Bão Chúa cũng đã xử lý hoàn hảo để mở tỷ số 1-0. Người ghi bàn đó là cầu thủ Marcel số 16, Trần Vũ là người đã ghi bàn mở tỷ số tình huống vừa rồi. Người đã thực hiện một đường chuyền rất khéo sang hai lăng phải cho Trần Vũ không ai khác chính là Cap de Villa. Vẫn còn hai cú đá liên tiếp nguy hiểm. Như vậy là tình huống mà các cầu thủ của ASV cũng đã có thể đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Tuy nhiên thì pha bóng khiến cho cầu thủ của Bão Chúa đang bị đau. Đó là một cú đá rất mạnh. Hai tình huống liên tiếp và có vẻ như là auger của cao thủ bên phía Bão Chúa. Đường chuyền vào. Đó là tình huống đưa bóng thẳng chứ không phải là đường chuyền và tỷ số là 2-1 dành cho cao thủ của ASV. Một pha xử lý có phần ngẫu hứng từ hành lang cánh phải dành cho cầu thủ Marcel số 138. Pha ghi bàn vừa rồi có yếu tố của hai cầu thủ đó là Alex Nguyễn và cầu thủ số 138. Bên phía cầu thủ ASV đến tỷ số lên 2-1. 139 đó là Tuấn Cơm Sườn. Hợp lý. Lần này đó là đường chuyền. Vẫn còn thiếu 79. Cơ hội làm gì? Pha xoáy sở đến từ cầu thủ Marcel số 69. Bù Charatip đã hơi bất ngờ trong tình huống vừa rồi. Ở thiếu độ lạnh nguy hiểm. Và mảnh lưới của cầu thủ Bão Chúa tiếp tục bị rung lên. Những thời điểm mà Tuấn Cơm Sơn đang làm rất tốt cho việc săn kiếm, tìm kiếm bàn thắng dành cho các cầu thủ của ASV. Hai bàn thắng đến liên tiếp và lúc này tỷ số là 3-1 dành cho các cầu thủ ASV. Và cả hai bàn thắng đó đều đó có dấu ấn rất lớn đến từ Tuấn Cơm Sơn. Lần này thì bàn thắng rất rõ dành cho anh là để mất bóng. Những tình huống của các cầu thủ tiền vệ bên phía Bão Chúa lúc này đang cần phải chắt chiu hơn nữa. Nguy hiểm quá, đó là một tình huống từ giữa sân, rất đơn giản thôi. Nhưng có vẻ như lựa chọn điểm rơi chưa tốt dành cho thủ thành của Bão Chúa. Và đó là bàn thắng dành cho số 79, Hiếu 79. Bốn một dành cho các cầu thủ ASV. Phần thời gian ở trong trận đấu này đang tuyến này. Cap de Villa, Cap de Villa.
ngắm nghía rất kỹ nhưng đó là cú đá chạy ra ngoài. Quả bóng mà Cardiff Villa đã xử lý hai nhịp chạm trước khi tung chân. Cú đá rất căng nhưng bóng tìm đến xà ngang. Rất may là xà ngang đã quay lưng lại với bàn thắng của Cardiff Villa và các thủ báo chúa với đó một cú đá uy lực. Duy Anthony. Với ngày đặc biệt như thế này thì lực lượng của các thủ báo chúa là rất đông và ASV cũng có lực lượng rất dồi dào cho bàn gây dự bị. Các huấn luyện viên và đội trưởng sẽ có rất nhiều những giải pháp. Đó là tình huống đánh đầu thành bàn của Tiến Châu. Tỷ số được rút ngắn còn 2-4 dành cho các cầu thủ của báo chúa. Sau rất nhiều những nỗ lực, một đường truyền rất hay của Cardiff Villa từ cánh phải để kiến tạo cho Tiến Châu. Đường truyền loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của các thủ ASV. Đường truyền đạt tiếp. Đường truyền tốt. Cú xoay sở và dứt điểm rất gọn gàng, tỷ số đã lên là 4-5-2 dành cho các thủ của ASV. Lần này người ghi bàn đó là Duy Anthony. Tiếp tục được nới rộng. Tiến Châu. Bùi Trần Đạt Thiếp. Quá người. Động tác qua người rất tốt của Bùi Trần Đạt Thiếp và cú dứt điểm. Được theo dõi lại pha bóng trước đó mà Bùi Trần Đạt Thiếp đã xử lý cực kỳ ngẫu hứng. Một động tác qua người kỹ thuật với một cú lắc hồng rất mềm mại. Như vậy là Terata, đội trưởng số 86, là người giữa sân bên phía cao thủ báo chúa. Đấy rồi! Tiếp tục là một tình huống phối hợp hay nữa của Tiến Châu cùng với Cardiff Villa. Dù chưa ghi bàn nhưng Cardiff Villa đã có dấu ấn rất lớn cho hai pha kiến tạo và cú đúp của Tiến Châu lần này, đó là tình huống đá phạt góc. Bàn thắng thứ 3 dành cho cao thủ của báo chúa. Và phản công. Tất nhiên là cả hai đội bóng đều có những sự xoay chuyển. Vừa rồi cũng là pha chạm bóng của cầu thủ mới vào sân, số 129, Đức Đàm Đăng. Cú đá! Cuối cùng thì chính Cardiff Villa cũng đã ghi bàn trận đấu này. Bàn thắng thứ 4 dành cho cao thủ của báo chúa FC và bây giờ thì họ tiệm cận hơn với tỷ số của đối phương. Một cú đá từ cánh phải, bóng đi vào góc xa. Và với lực sút như vừa rồi, khó để cho thủ thành Phi Hiker có thể thành công cho việc ngăn chặn một tình huống ghi bàn của Cardiff Villa. Và là bóng của Tiến Châu. Cardiff Villa, 2-1, Cardiff Villa. Cú đá lại bác của Cardiff Villa. Nhưng lần này thì thủ thành Phi Hiker đã có một tình huống xuất sắc. Bắt đầu tăng tốc của Cardiff Villa. Nhưng cú đá đầy thương hiệu của anh được đi rất khủng khiếp. Tiến Châu. Quá người. Đường chuyền hay làm gì? Tiến Châu không vào. Đủ thời gian của Tiến Châu can chỉnh. Rất đáng tiếc dành cho Tiến Châu. Xuyên chút nữa thì đó là một tình huống ghi bàn đẹp mắt dành cho anh. Động tác qua người rất khéo, sò kim 30k.
Và sau đó thì Tiến Châu đã tạo ra lợi thế 3-2 dành cho các thủ của Bao Chúa. Nhưng tiếc là một lần nữa bóng lại tìm đến Sang Hàng. Nguy hiểm! Pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Một pha bóng bỏ lỡ, một bàn thắng trông thấy của cầu thủ AFC. Tình huống đứng ở cầu thai nhưng để bóng lại đi lên trời. Lúc này trung vệ sẽ được trao cho Thông Ramos quen thuộc với 159 và ở trên hàng tấn công là sự có mặt của 169 Duy Moric. Pha lượt bóng dành cho cầu thủ của ASV. Pha xử lý rất nhẹ nhàng. Vẫn giống như ở trong hiệp đấu đầu tiên, cầu thủ ASV vẫn có lợi thế rất lớn cho việc triển khai tấn công và tạo ra bàn thắng của mình. Tuy nhiên thì lần này kịch bản đã thay đổi, chính cầu thủ ASV là những người ghi bàn trước. Và đó là bàn thắng thứ 6 của họ, nâng tỷ số lên là 6-4 cho chục tỷ số trong cuộc so tài này. Cặp đội Villa 2-2. Pha di chuyển rất nhanh của số 9 Duy Điện Lạnh. Cặp đội Villa để cáp xuống bóng và đối mặt với thủ môn, đó là một điều tai hại. Thậm chí trong một cự ly rất gần, cặp đội Villa đã thực hiện một cú trích mũi dày. Pha phản công rất nhanh đến từ cầu thủ của Bao Chúa FC. Cặp đội Villa đã có một pha động tác giả như là kiến tạo nhưng thực tế không phải. Sau đó thì anh đã vặn sơn trung vệ đối phương và có khoảng trống băng xuống. Ghi bàn thắng thứ 2. Vẫn là một cú đá thẳng của Cap de Villa, bóng bật ra. Rất lộn xộn. Thủ môn của cầu thủ AFP vừa rồi cũng đã rất quả cảm. Và tất nhiên anh cùng với đồng đội cũng đã hóa giải được cú đá mạnh của Cap. Phục Bi. Nguy hiểm. Hãy cùng theo dõi lại những pha bóng đáng chú ý mà đội bóng tạo ra. Vừa rồi là một tình huống áp sát của cầu thủ ASV và cú đá căng của Cap. Nó đã tạo ra được một sự lộn xộn trong khung thành của đối phương. Vẫn còn Kỳ Can Tê. Cap đội Villa. Hợp lý, cơ hội, đây rồi, không vào. Phải vậy thì nó mới đúng với tên của câu lạc bộ Bao Chúa. Rất đáng tiếc, một pha bóng mà bàn thắng là điều quá dễ dàng so với việc bỏ lỡ. Đó là Bao Chúa của Bao Chúa FC. Quá khủng khiếp. Pha bóng mà có lẽ Cap cũng chẳng bao giờ có được cho sự nghiệp thi đấu của mình cả. Đánh đầu. Tuyến này vẫn còn, không vào. Bóng tìm đến Sa Ngang. Lần thứ 3 ở trong trận đấu này, Sa Ngang đã quay lưng lại với những bàn thắng của cầu thủ Bao Chúa. Hai cú đá liên tiếp của Duy Đình Lạnh. Cảm ơn người nhà mua nước sân đấu An Phú Arena. Và anh Dinh cũng đang để lại thông tin về địa chỉ sân ở phần chạy sự dưới màn hình cũng như là trong phần mô tả được like nha. Cặp đội Villa. Cặp đội Villa. Phải là vua giải quyết thì mới nên chuyện. Ngày hôm nay thì không biết là sau trận đấu này Cap có hối hận khi nghèo góc mặt trong máu của Bao Chúa hay không nữa. Gánh còng cả lưng. Tình huống đã san bằng tỷ số là 6-6 dành cho các cầu thủ của Bao Chúa. Vẫn chưa có tình huống phạm lỗi nhưng bây giờ thì trọng tài đã cất còi. Có vẻ như là penalty hay chăng? Chính xác là như vậy. Đây là
một pha bóng mà hệ thống phòng ngự của ca thủ Bảo Châu FC đã dành cho đối phương một quả pen, và người đang chuẩn bị đó là số 9 Hưng Caselo. Hưng Caselo cú đá rất gọn gàng, vừa đưa trận đấu về trạng thái cân bằng thì lúc này ca thủ Bảo Châu tiếp tục để cho đối phương vượt lên với một đằng bàn thắng ở trên chấm penalty. Rất đồng đình cho việc cả ba cầu thủ phòng ngự dâng cao phối hợp ở tuyến giữa. Hưng Caselo pha xử lý rất kèo đến từ cầu thủ Manchester số 5. Capdevila quá ngưỡng, một pha tầng bóng qua đầu rất nhạy của Capdevila. Thủ thành của các thủ SV vừa rồi đã chủ động băng ra, nhưng đó chính là cái bẫy của Cap. Khả năng quan sát rất tốt. Bây giờ thì tỷ số tiếp tục được thiết lập 7-7. Một ngày thi đấu tưng bừng dành cho cuộc so tài của chúng ta đang theo dõi tại Anfield Arena. Hưng Minh Kỳ đường chuyền nguy hiểm, Bưu Trần đã tiếp trả bóng lại. Bóng vượt xa. Một thoáng giật mình dành cho thủ môn của cao thủ Nguyễn Phi Bao Chuông. Sẽ có thêm phạt góc cho ASV. Bù Trần Thiếp đã thực hiện đường đưa bóng lại rất khó chịu. Đã có cú dứt điểm, nhưng người chiến thắng lại là vẫn còn Hưng Mỹ Kỳ, trịch mũi dày không vào. Đó cũng là một pha bóng ở cột 2 đá thẳng lên trời. Bù Chà Đa Thíp là người xử lý hỏng một tình huống vừa rồi. Bóng đã đến đúng vị trí của Bù Chà Đa Thíp. Nhìn có lẽ là trong một ngày pha qua người rất khéo dành cho số 7. Cap đã xin bóng ở tuyến trong, đưa bóng quá khó dành cho Cap. Bóng leo xa. Mọi thứ đã là nỗ lực tuyệt vời dành cho cầu thủ ba chéo số 7 Ngọc Thiên. Lùi về lấy bóng tốt của Ngọc Thiên. Chuyền là quá mạnh. Nguy hiểm. Đưa bóng vào khá sâu. Và đó là tình huống dành cho các thủ ASV để nâng tỷ số lên. Một loạt những pha bỏ lỡ đáng tiếc của các thủ Bảo Châu. Và bây giờ thì mảnh lưới của họ tiếp tục bị rung lên một lần nữa. Thiết lập lại trạng thái dẫn trước 8-7. Người ghi bàn đó là cầu thủ Manchester số 29 Đức Đàng Đàng của các cầu thủ bên phía AFV số 129. Và chúng ta cũng theo dõi lại cả tình huống bỏ lỡ. Lỗi rồi. Vấn đề là ở trong hay ngoài thôi. Như vậy là trọng tài xác định là penalty dành cho các cầu thủ của Bảo Châu FC. Có pen thứ hai ở trận đấu này. Trên vạch rồi anh. Đó là cú đá rất uy lực của Cap. Và như vậy lại tiếp tục đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Capdevila
Tiếp tục đó là Cap de Villa. Với sức mạnh của Cap de Villa đóng góp như thế này, anh Nhiên lại cứ nghĩ nếu như ngày hôm nay không có Cap thì không biết là cầu thủ áo chúa mảnh lưới sẽ như thế nào. Tất nhiên là vẫn có tiền đạo khác nhưng mà hệ thống phòng ngự là đủ cho đá tiếp. Hợp lý, ứng mấy khi. Và dứt điểm là hơi nhẹ. Cap de Villa pha chuyền rất tốt của Cap de Villa. Cuối cùng cũng có pha làm bàn dành cho số 7. Và tình huống này đã giúp cho anh nâng tỷ số lên con số 10 của cầu thủ báo chúa. Tỷ số đã được nâng lên dành cho các cầu thủ của báo chúa FC. Và đây là một trạng thái họ dẫn trước lớn nhất từ đầu trận đấu đến lúc này. Hai bàn. Vừa có những sự thay đổi người dành cho các cầu thủ của báo chúa. Hơn với cây, cú đá rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm từ xa cực kỳ nguy hiểm của số 89. Thậm chí là có thêm một đồng đội đã đứng cốt đài chờ sẵn. Nhưng tiếc là không thể chạm bóng để ghi bàn dành cho các thủ AHV. Hợp lý. 3 đấu 2. Hưng Ngô Lưu. Vẫn còn Cap de Villa. Cú đá tiếp tục đưa bóng đến xà ngang. Một ngày mà cầu thủ báo chúa FC họ rất yêu thích xà. Ít nhất là 3 đến 4 tình huống mà xà ngang đã lên tiếng cho những tình huống dứt điểm của cầu thủ báo chúa trong trận đấu này. Chúng ta xác định đó là một tình huống có lỗi. Cap de Villa đã không hiểu ý nhau. Bật bóng rồi, Hưng Mỹ Kỳ. Đến lượt xa ngang quay lưng lại với bàn thắng của các cầu thủ bên phía ASV. Cú đá rất uy lực của số 89 Hưng Mỹ Kỳ. Và nó khiến cho khung thành của các cầu thủ chúa rung lên bật khi nó chạm xa ngang. Hơi chếch một chút mép dưới xa ngang để khiến cho bóng bật xuống mặt. Và đổ người chính xác của thủ thành bên phía báo chúa đã cứu thua. Làm gì? Trọng tài thổi còi và tất nhiên rồi đó là một tình huống ở trong vòng cấm. Pen thứ 2 dành cho trận đấu này của các cầu thủ bên phía ASV. Và đó là pen thứ 3 của cả trận đấu. Về băng về quả bài pen đó là Nhã Tùng. Một bóng số 119 đã giặt cánh phải. Lần trước thì số 9 Hưng Castelo là người thực hiện chiến thuật pen. Lần này chính Nhã Tôm cũng sẽ là người thực hiện quả penalty và rất hoàn hảo. Tuy nhiên không còn đủ thời gian cho các cầu thủ của ASV nữa. Tỷ số chỉ kịp rút ngắn còn 9-10 dành cho ASV một thời. Và đó cũng là kết quả chung cuộc ở trong trận đấu ngày hôm nay, ngày mừng sinh nhật đội trưởng Teo Netta của câu lạc bộ Bao Chúa FC. Có sự có mặt đặc biệt của Cap de Villa và có sự nhọc nhằn, nhưng cuối cùng thì cầu thủ Bao Chúa cũng đã ghi bàn để giành chiến thắng sát nút 19. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau đây ít phút nữa tại Anfield Arena với trận đấu tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay.